anh chỉ ướp một thảo nguyên đầy chó, một nông trường bát ngát lá mơ xanh, một dãy trường sơn trồng đầy xả ớt, một cánh đồng mơn mởn củ diềm tươi, một làng nghề mắm tôm thơm phức, một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn, để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, xa bụi trần và quên lãng bóng hình em. Không lọ, không lọ, có bác comment là cái bọn này nó chả biết làm gì ngoài cắn. Thế bây giờ con chó con nó mới đẻ ra 2 tháng, nó mới tách sữa mẹ nó được 1 tháng. Thế chẳng nghe nó biết huấn luyện à? Chẳng nghe nó biết đi bảo vệ chủ à? Chẳng nghe nó biết đi bảo vệ chủ à? Chẳng nghe nó biết đi đánh hơi à? Chẳng nhẽ nó lại biết đi gì nhỉ? Nó lại biết đi sát chân à? Đúng không mọi người? Ai ơi, cắn bác này chả máu tay luôn này. Bây giờ con chó 2 tháng nó chỉ biết làm như thế thôi như mọi người đúng không? Chứ nó còn làm gì được ngoài cắn? Nên đây, bản năng nó còn biết cắn đấy. Chứ con nào lại không biết cắn nó còn chán hơn đúng không? Người ta gọi là nó có tí tố chất chứ bây giờ 2 tháng sao nó biết đi bảo vệ chủ được. 2 tháng còn ăn chưa xong ỉa chưa đến nơi ấy. Ăn chưa đến nơi ỉa chưa đến chốn. Thả ra đi ỉa kéo còn chưa biết đường. Đi ỉa còn chả biết đường về ấy. Chẳng là nên nó chỉ biết cắn đồ chứ nó biết làm gì. May nó còn biết cắn đồ ấy. Nhiều con nó còn ngơ cháu. Những bên Thế Đức cái thứ hoặc là những cái con dốt hoặc con Phú Quốc hay con Mông Cộc của mình thì có biết làm nào. Nên nó thế là nó nhanh rồi gì. Chứ lại bảo là nó chả biết là gì ngoài cắn đồ. Mới cả nhai đồ, mới cả cắn đầy gì. Nó khác gì đứa trẻ con, đứa nào bị ngơ ngơ thì chỉ biết cắn gì, à biết nói chuyện với ai hay chỉ ngồi một chỗ. Và nó có tố chất như này lớn lên sau nó sẽ dễ hơn phải không mọi người? Chứ con làm nó còn chả biết gì nữa thì chả dạy được. Cái này đang thay lông mọi người nhé, nên là nó hơi lỏm xỏm lông. Sau này đẹp lắm đấy, mọi người nhìn gầm này. Lông đen không? Cắn chảy máu tay luôn này. Nói chung là nó con mũi sứt này thì gấu hơn tí này. Nói chung là biết sủa mới cả biết ỉa đẹp là được, ăn khỏe mới cả ỉa khỏe là được. Sủa, không biết ăn thì đúng là vứt đi. Ăn đi. Ôi, nó cắn cho phát chí mạng vào tay đau quá. Răng sắc lắm, răng chính cái răng sữa này mới là răng sắc. Nhọn như đinh. Sau cái lớp lông này thì đẹp tuyệt vời. Siêu rồi mày.